Ngày 18 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bệnh viện Thẩm mỹ Emcast ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám tầm soát bệnh cho phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh và phụ nữ đang công tác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tuyến huyện. Chương trình do đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Thẩm mỹ Emcast ở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cho 80 chị em, gồm 40 nữ quân nhân đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh và 40 chị em đang công tác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tuyến huyện. Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng hoa và cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS đã đồng hành chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho chị em phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần cho Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 ở Tây Ninh thêm ý nghĩa.